Bạch Thế Tôn, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa này có thể thâu nhiếp tổng hợp cất chứa tất cả thiện pháp, đó là 10 thiện nghiệp đạo, hoặc 4 tịnh lự, 4 vô lượng, 4 định vô sắc, hoặc 37 pháp phần Bồ Đề, hoặc 3 môn giải thoát, hoặc 8 giải thoát, 9 định thứ đại, hoặc 5 loại mắt, 6 phép thần thông, hoặc bố thí Ba La Mật Đa cho đến Bát Nhã Ba La Mật Đa, hoặc pháp nội không cho đến pháp vô tính, tự tính không, hoặc chân như cho đến cảnh giới bất tư nghị, hoặc cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi, hoặc quán bốn thánh đế, hoặc quán 12 duyên khởi, hoặc tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, hoặc cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, hoặc 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoặc pháp không quên mất tánh luôn luôn xả, hoặc trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, hoặc vô lượng, vô biên các Phật pháp khác, đều thâm nhập vào Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là pháp ấn chân thật của chư Như Lai, cũng là pháp ấn chân thật của tất cả thanh văn độc giác, tất cả Như Lai ứng chánh đẳng giác. Nhờ việc học này nên đã chứng, sẽ chứng, đang chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Tất cả thanh văn độc giác, nhờ việc học này nên đã chứng, sẽ chứng, đang chứng đến bờ Niết Bàn. Do nhân duyên này, nếu các thiện nam thiện nữ vân vân này không xa lìa tâm trí nhất thiết trí, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì đọc tụng, tinh cần tu học, suy nghĩ đúng lý, tuyên thuyết rộng rãi cho hữu tình, hoặc viết chép với trang sức bằng vật quý báu, lại dùng các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng mà cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, sẽ được vô lượng vô biên phước báu không thể nghĩ bàn, không thể tính cả, các phước báu khác không thể sánh bằng.